Các fan K-pop chắc hẳn không còn xa lạ gì với những sân khấu hoành tráng, những màn trình diễn đỉnh cao của thần tượng mình yêu thích. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy, đôi khi cũng xuất hiện những tình huống các idol đi lạc đường trên sân khấu, khiến các fan đều không thể nhìn được cười. Liệu có phải vì quá nhập tâm vào bài hát, quá hào hứng với không khí sôi động của concert mà các idol nhà ta mới dễ lạc lối như vậy? Hay đơn giản chỉ là những tình huống dở khóc dở cười khiến cho sân khấu trở nên sinh động hơn? Hãy cùng N24 K-pop khám phá và điểm lại những lần đi lạc siêu đáng yêu của các thần tượng nha! 1. Blackpink, Jennie nhậm hứng trong lễ trao giải. Trong đêm trao giải Melon 2016, Jennie sau khi nhận giải xong đã tự tin sải bước dẫn đầu cả nhóm. Ai mà ngờ, cô nàng X-Girl lại đi lạc mất phương hướng, kéo theo cả Blackpink đi theo một cách rất tự tin. Đi được một đoạn, nữ idol mới táo hỏa nhận ra mình đi sai đường và cả nhóm lại phải quay đầu, đi xuống sân khấu theo một hướng hoàn toàn khác. Hình ảnh bốn cô gái xinh đẹp cứ đi đi lại lại trên sân khấu lúc đó, trông vừa hài hước vừa đáng yêu khiến fan không thể nhìn được mà cười nghiêng ngả. Đúng là idol cũng có lúc lơ ngơ mà. Lisa mãi chơi trong concert. Trong concert tại Mỹ, các thành viên và vũ công đều đang tập trung trên sân khấu chính. Thế nhưng, Lisa lại xuất hiện ở phía trước, tận hưởng không khí cuồng nhiệt cùng Blink. Khoảnh khắc ấy, Jennie tinh ý phát hiện ra cô em gái nhỏ của mình đã lạc trôi, liền cười tít mắt và không ngần ngại hét lớn: "La Lisa, quay lại đây!" Những dancer cũng cố gắng vẫy tay để thu hút sự chú ý của cô em Úc. Các thành viên còn lại cũng không chịu thua, đồng thanh gọi tên La Lisa. Cuối cùng, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, Búp bê Thái Lan cũng quay trở lại đội hình. Cô nàng vừa đi vừa xin lỗi các chị em một cách đáng yêu, khiến fan không khỏi bật cười thích thú. 2. Red Velvet, Joy đi lạc trong fansite tại Việt Nam. Kết thúc buổi ký tặng fan tại Việt Nam, không khí náo nhiệt vẫn còn vương vấn khắp nơi. Giữa biển người hâm mộ cuồng nhiệt, có lẽ vì quá say sưa giao lưu cùng fan, cô nàng Joy đã vô tình đi nhầm hướng. Khi các nhân viên nhẹ nhàng nhắc nhở, thành viên của Red Velvet mới giật mình nhận ra. Cô nàng nhanh chóng quay người lại, trên gương mặt xinh xắn là nụ cười tươi và chút ngại ngùng. Thấy cô chị bị lạc trôi, các thành viên còn lại trong nhóm không khỏi bất ngờ. Đặc biệt là cô em Úc Jerry và chị ca Irene vừa cố kìm nén tiếng cười, vừa đưa tay ra hiệu cho nữ idol theo đúng hướng. Hành động đáng yêu hết nấc của Joy khiến cho các fan càng thêm phấn khích, liên tục hò reo và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Sự cố trên sân khấu của Irene. Ai cũng từng có lúc, mình đang ở đâu vậy? Và Irene cũng không ngoại lệ. Khi Jerry không thể tham gia phòng biểu diễn cùng nhóm, chị cả Nhung Đỏ đã có một giây phút bối rối cực kỳ dễ thương giữa không khí sôi động với vũ đạo Russian Roulette. Cô chị cả của nhóm đã có một vài giây đứng hình đi lạc vì quên mất đội hình. Nhưng mà chỉ vài giây sau, nữ idol đã lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục nhảy một cách chuyên nghiệp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khoảnh khắc Irene ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm Jerry rồi cố gắng nhớ lại động tác tiếp theo. Trông vừa đáng yêu lại vừa hài hước, không những không khiến cô nàng mất điểm mà còn khiến fan càng thêm yêu mến hơn. Ai mà chẳng có lúc sơ suất, quan trọng là cách mình xử lý tình huống thôi. Và Irene đã làm rất tốt rồi. 3. Troy, mắt này lạc đường. Các quan có ai còn nhớ khoảnh khắc lạc trôi siêu cấp đáng yêu của TU tại lễ trao giải Gayo Daejeon không? Khi tất cả các idol cùng nhau tạo nên một biển người lung linh, di chuyển qua sân khấu để gửi lời chào đến fan, bất ngờ thay, mắt này vàng của Troy lại bơ vờ lạc mất nhóm. Trong lúc các thành viên khác đang say sưa vẫy tay chào fan, nữ idol nhỏ nhắn đã vô tình bị tách khỏi đội hình. Hình ảnh nữ idol một mình lơ ngơ tìm đường đi giữa rừng người đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của netizen. Có người thì lo lắng cho cô nàng, có người thì lại không nhìn được cười vì vẻ mặt ngơ ngác của TU. Có lẽ vì quá say sưa vẫy tay chào fan mà nàng mắt đây nhà Twice đã vô tình đi sai hướng. Sân khấu nóc nóc bất ổn. Concert của Twice luôn là một bữa tiệc âm nhạc khiến fan điên đảo. Nhưng đôi khi, những tình huống giờ khóc giờ cười cũng xảy ra. Khi biểu diễn ca khúc Knock Knock, bỗng nhiên Chon Yeon lạc trôi trên sân khấu. Ánh mắt cô nàng cứ đảo quanh tìm kiếm vị trí của mình. Thấy vậy, Momo liền nhanh trí chạy đến kéo tay cô nàng về đúng chỗ. Cũng tại bài hát đó, Na Yeon đang nhảy sung hết cỡ, cũng bất ngờ rơi ra vài giây vì quên mất vị trí. May mà chỉ một thoáng sau, cô nàng đã lấy lại được bình tĩnh, tìm lại vị trí và nhảy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Các thành viên Twice cười đến rụng rời, còn các fans thì ôm bụng cười nghi ngã. Những khoảnh khắc lầy lội như thế này chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng fan hâm mộ của nhóm nhạc nữ nhà JYP. 4. aespa, giây phút bối rối của Giselle và Winter. SM Town Concert quả là một bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao, nhưng có một tình huống khiến fan không thể nhìn được cười. Đấy là lúc các cô gái aespa lên sân khấu chào khán giả ở ca khúc Hope. Theo đúng thứ tự debut, Giselle và Winter đã đứng ngay ngắn giữa tiền bối NCT và hậu bối Rye. Thế nhưng, Karina và Ninin lại bị lạc trôi đã mất rồi. Đến lúc sắp cúi chào, hai cô nàng mới táo hỏa nhìn nhau, ánh mắt như đang hỏi: "Hai nhỏ kia đâu rồi?" Cái khoảnh khắc hoang mang của hai nữ idol khiến fan không khỏi bật cười.
Có lẽ vì quá hào hứng với không khí sôi động của concert mà Cabrina và Nenen đã vô tình đi lạc khỏi đội hình. Dù chỉ là một tình huống nhỏ, nhưng nó lại càng làm cho hình ảnh của aespa trở nên gần gũi và đáng yêu hơn trong mắt fan. Winter đi lạc. Cũng trong concert SM Town, Winter đã khiến fan cười nghiêng ngả với màn đi lạc khỏi nhóm siêu đáng yêu của mình. Khi đến phần ending, vì quá hào hứng mà cô nàng bỗng nhiên bị tách khỏi các thành viên aespa. Thật tình cờ, ngay trước mặt nữ idol lại là các chị nhà Red Velvet. Chắc hẳn lúc đó, trong đầu cô nàng đang có một cuộc chiến tâm lý dữ dội. Đi thẳng lên chào các chị, rồi đi tìm nhóm mình thôi. Nhưng mà các chị đang đứng ngay đây rồi, làm sao mà đi qua được? Sau vài giây do dự, cuối cùng Winter cũng quyết định cúi chào các chị một cách lễ phép. Rồi cô nàng nhẹ nhàng lách qua, tìm cách đi vòng ra phía sau để hội ngộ cùng các thành viên. Các fan hâm mộ ai nấy đều thích thú trước sự đáng yêu hết nớt của cô nàng nhà SM này. 5. Itzy. Ryujin lạc đường, nắm tay đàn em. Trong không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc K-Way Concert, sân khấu ending trở thành tâm điểm chú ý của hàng ngàn khán giả. Tuy nhiên, giữa lúc ấy, một tình huống giờ khóc giờ cười đã xảy ra khi man rapper đầy năng lượng của Itzy bỗng nhiên lại lạc lõng giữa dàn idol. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng lộ rõ vẻ bối rối khi không tìm thấy các thành viên trong nhóm. Sau vài giây lúng túng, Ryujin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tìm kiếm những gương mặt quen thuộc. Ánh mắt cô đảo quanh sân khấu, cuối cùng dừng lại ở Kyujin, thành viên của nhóm nữ cùng công ty MX. Có lẽ do sự thân thiết giữa hai nhóm, Ryujin đã chạy đến và nắm lấy tay cô em gái. Khoảnh khắc hai nữ thần tượng thế hệ mới đứng cạnh nhau đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Yuna đi lạc, ôm chầm lấy chị. Sau cô chị, Yuna cũng là idol bị bắt gặp khoảnh khắc lạc trôi trên sân khấu. Trong đêm nhạc K-pop Super Life Concert, khi giai điệu bài hát kết thúc vang lên, em út đầy năng lượng của Itzy bỗng nhiên lạc mất các thành viên giữa sân khấu rộng lớn. Với ánh đèn sân khấu chói lóa và sự phấn khích của hàng ngàn khán giả, gương mặt xinh xắn của cô nàng lộ rõ vẻ bối rối, đôi mắt tròn xoe đảo quanh tìm kiếm bóng dáng các chị. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, Yuna đã phát hiện ra Ryujin đang đứng ở góc sân khấu. Không chút do dự, cô nàng chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cô chị. Khoảnh khắc nữ idol lao vào lòng Ryujin khiến fan không khỏi siêu lòng. 6. BTS. Jimin mãi chào fan đến quên lối về. Sau khi kết thúc màn trình diễn solo đầy cuốn hút, thay vì nhanh chóng rời khỏi sân khấu, Jimin lại đắm chìm trong không khí cuồng nhiệt của các fan hâm mộ. Anh chàng liên tục gửi những nụ hôn gió và lời cảm ơn chân thành đến khán giả. Chính vì quá đỗi hạnh phúc và biết ơn, nam idol đã quên mất lối đi xuống sân khấu. Hình ảnh anh chàng xoay vòng tròn một cách ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe tìm kiếm lối ra đã khiến fan không khỏi bật cười. Cuối cùng sau một hồi lúng túng, thành viên BTS đã tìm thấy chiếc cầu thang và cúi đầu chào tạm biệt khán giả trước khi đi xuống. Jungkook ngơ ngác trên sân khấu. Thảm đỏ Gaon Chart Music Award luôn là một bữa tiệc thị giác dành cho người hâm mộ K-pop. Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh, các thành viên BTS được yêu cầu di chuyển xuống bục sân khấu. Thế nhưng, một tình huống giở khóc giở cười đã xảy ra khi các thành viên lần lượt đi xuống ở cả hai bên trái phải, bỏ lại Jungkook một mình đứng giữa bục sân khấu trong tư thế đầy bối rối. Khuôn mặt của anh chàng lúc đó như thể đang hỏi, mình phải đi hướng nào đây? Sau vài giây ngơ ngác, nam idol cuối cùng cũng quyết định chọn một hướng để đi xuống. Để lại tiếng cười thích thú cho các fan hâm mộ, khoảnh khắc đáng yêu này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội. Những pha lạc trôi trên sân khấu của các idol quả thật là một gia vị không thể thiếu trong thế giới K-pop. Từ những khoảnh khắc ngơ ngác tìm kiếm vị trí cho đến những màn cầu cứu các thành viên, tất cả đều khiến fan không khỏi bật cười thích thú. Các bạn có từng chứng kiến những màn đi lạc hài hước nào của idol không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình được biết với nha. Còn bây giờ các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh NHT K-pop để xem thêm nhiều video thú vị khác về idol Hàn Quốc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.